Xin chào anh chị nhé, bên cửa hàng mới về một chiếc Corolla Cross bản xăng điện anh chị. Xe này được sản xuất là 2020, xe đi siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Xe này chạy 100 cây nó khoảng tầm 4 lít xăng rồi anh chị, quá là tiết kiệm luôn. Đó, anh chị nào mê cái mẫu xe Brush 5 chỗ gầm cao và full công nghệ này thì đến chỗ siêu coi thử cái xe này nha. Đó, anh chị cần thêm thông tin gì về cái xe này thì các bạn qua Zalo chịu gửi cái thông tin cho. Full option luôn nha, có radar đầy đủ luôn, có cảnh báo lệch làng, đo khoảng cách đầy đủ hết. Có cam 360 luôn nè anh chị. Đó, xăng điện, nổ máy siêu im luôn anh chị, không nghe tiếng động cơ luôn anh chị. Động cơ hybrid nè, đó vừa chạy vừa xăng vừa điện luôn, chạy có 4 lít xăng nè. Có cam 360 tích hợp luôn nè. Đó, màu này là màu trắng ngọc trai nha. Xe chạy được 37.000 cây. Xe này cửa hàng đang bán giá là 760 triệu. Này có cảnh báo điểm mù luôn nè anh chị. Đây, cảnh báo điểm mù đầy đủ. Xe mới vừa lấy về luôn anh chị. Nè, chưa có dọn vệ sinh nên nó hơi bụi bặm. Quay xong cái clip cái chiều cho tiến hành vệ sinh toàn xe lại. Đây nè, ga tự động nè. Đó, giữ làng, đo khoảng cách đầy đủ ha. Chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, màn hình giải trí. Có camera hành trình luôn. Cái màn hình này tích hợp Apple CarPlay luôn anh chị, Android Auto luôn á. Đó, chất liệu da ghế bên tài nè, có cửa sổ trời luôn nè. Da ghế ở bên bên phải nè. Có lót sàn simili sẵn cho anh chị luôn rồi nè. Có gắn thêm cái bộ thảm cao su nữa nè. Các chi tiết chẳng hạn như là tắp bi cửa nè, keo chỉ mọi thứ thì bên cửa hàng mua cũng đã kiểm tra hết rồi anh chị. Đảm bảo luôn ha, là keo chỉ nguyên zin cho anh chị nha. Xe này thì cũng bao anh chị đi test hạng thoải mái. Ở phía sau thì có cái cửa gió điều hòa nữa nè, ngồi nó cũng đỡ nóng. Hàng ghế phía sau cũng còn đẹp. Vỏ còn dày lắm anh chị nè. Đó, vỏ còn dày lắm. Xe mới lấy về nên nó hơi dính sình bùng. Mấy nay Sài Gòn cũng mưa lắm anh chị. Anh chị coi trời giờ này còn mây quá trời mây luôn nè. Đó, bữa nay trời mưa lắm nên đi xe đi đường nó hơi dơ. Xe này khách hàng đã độ lên cấp điện cho anh chị luôn rồi. Đây nè. Đó, lên cấp điện luôn rồi. Bánh xe dự phòng ở đây nè. Đây. Ở đây gầm phía sau. Bánh xe dự phòng ở đây nè, mình chuyện bị nhầm. Đây, bánh xe dự phòng đây nè, chưa sử dụng luôn. Đó, đây, chưa có sử dụng nha. Và xe này khách hàng đã dán cách âm 3M luôn nè. Dán mấy cái miếng cách âm á. Có trang bị bọc vô lăng sẵn luôn nè. Lót cốp nhựa nè. Và có thảm simili nè. Khách hàng kỹ ghê á. Chê 3 lớp luôn. Vừa lót thảm simili, vừa lót cốp nhựa luôn nè. Đó, cốp điện nè. Cái này người ta đổ thêm. Rush bản xăng điện hybrid. Xe này đi có 4 lít xăng cho 100 cây. Anh chị coi nè. Nếu mà đi đường dài nó 3 lít 7 siêu tiết kiệm luôn anh chị. Đi kết nợ nó khoảng tầm 4 lít 2. Quá tiết kiệm luôn anh chị. Nè, phía sau nè. Đó, nước sơn liền lạc. Nhìn vậy thấy không, cái mình bọng nè, nó liền lạc. Cản nè. Đó, cũng còn khích nè. Cản bên đây cũng vậy nè. Anh chị coi mấy cái đường ở đây nè, cái đường khe đây nè ha. Cũng còn khích nè. Đó, đây. Được cái xe này người ta đi ta cũng kỹ nè. Cản còn khích lắm. Xe này đã dán cách âm wheel cell cho anh chị luôn rồi. Dán phim cách nhiệt loại tốt luôn. Nano phim luôn nè. Đó. Anh chị nào quan tâm mẫu xe mà 5 chỗ gầm cao thì đến coi thử cái xe này nha. Xe thì bên cửa hàng mua bán thì có đảm bảo cho anh chị về những vấn đề chẳng hạn như là cam kết là không bán xe cấn đụng, không bán xe ngập nước, không bán xe bung đạ động cơ, máy móc là còn nguyên zin. Đây, xe là sản xuất là 2020. Xe nhập khẩu từ Thái Lan nguyên xe luôn. Ghế chỉnh điện bên tài cũng có mà có đèn pha tự động thông minh luôn nè. Cái nút mở cốp điện nè. Đó, ga tự động nè. Giữ làn đầy đủ ha. Xe chạy được 37.000 cây, chuẩn số km, chuẩn lịch sử hãng. Có màn hình giải trí. Điều hòa hai dùng phía trước, dùng phía sau và có cửa sổ trời luôn anh chị. Đây. Đó, ghế bên tài nè. Anh chị đã quan tâm mẫu xe Bros 5 chỗ gầm cao, động cơ hybrid nè, thì đến coi thử cái xe này. Anh chị cần thêm thông tin thì các bạn Zalo chị gửi thông tin nha. Mà anh chị coi cái phần cản nó cũng khích lắm. Đây nè. Nó hao nè. Cái ốp nhựa này còn khích lắm. Đó. Đây, ở bên đây cũng vậy nè. Đó, cái mí cản còn luôn anh chị. Chưa sơn luôn anh chị. Đó, mí cản còn luôn. Cái máy thì chưa có vệ sinh nên nó hơi dơ thôi. Đây. Đó, động cơ chưa có vệ sinh nên nó hơi dơ, nhưng mà ốc là còn nguyên zin nha. Đó, cái keo nè. Xe đang để nổ máy anh chị nha, mà còn nó im ru anh chị. Đang để nổ máy luôn đó. Đó. Im ru à.
Đó, nè anh chị có mấy cái khung xương là còn nguyên bản hết. Đây. Đây. Đó. Rồi cái chiếc Corolla Cross này thì cửa hàng đang bán giá là 760. Còn thương lượng, anh chị các bạn có quan tâm cái chiếc Cross này thì đến coi xe nha. Coi xe thì bớt thêm tí. À, cần thêm thông tin thì các bạn qua Zalo, chị gửi cái thông tin cho anh chị.